câu chuyện trí huệ Phật giáo. Có Phật nhiên đăng. Xin đi theo tôi. Con có nghe nói Ngài tinh thông kinh luận giáo pháp, yêu thích bố thí, bảo hộ chúng sanh như là bản thân của mình. Con kính ngưỡng tài học và uy đức của Ngài, cho nên muốn bái Ngài làm thầy, theo Ngài tu trì phạm hạnh. Ồ, con còn nhỏ tuổi như thế này mà có được ngộ tính như thế, thật là khó có được. Ta sẽ thâu nhận con. Thời ấy có một vị Phật xuất thế, hiểu là Tiệp Như Lai, đầy đủ công đức, phạm chí đã quy y một cách hoan hỷ và chuẩn bị thỉnh Phật cùng tăng chúng lưu lại nhà mình 7 ngày theo lễ cúng dường. Đây quả thật là một cơ hội tốt ngàn năm có gặp. Chúng ta thật là có phúc đức. Đúng vậy, nghĩ đến việc có thể gặp Đức Phật Đà, thật là hưng phấn, khó mà có thể bình tĩnh được. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi rất muốn cúng dường Phật Đà. Cậu cúng dường Phật à? Cậu chẳng có gì cả, lấy cái gì mà để cúng dường đây? Sư phụ à, đệ tử muốn cúng dường Phật Đà. Ồ, như vậy thì hay lắm. Vậy thì con muốn cúng dường bằng cách nào? Có thể cho phép con xuống núi Quá Duyên dầu đèn và tim đèn, đốt đèn cúng dường Phật Đà. Ồ, sư phụ cho phép con. Có điều... Có điều gì chứ? Có điều trong 7 ngày 7 đêm này, đèn Phật tuyệt đối không thể tắt được. Dầu đèn và tim đèn phải được chuẩn bị đầy đủ. Sư phụ cứ yên tâm đi. Cậu không phải người đó. Người mà con chính là đứa ăn mày đi xin cơm đó. Tại sao cậu lại muốn hóa duyên cúng dường Phật Đà? Nguyên nhân chính là vì kiếp trước con không biết tích trữ tư lương, dẫn đến kiếp này bị bần cùng nghèo khổ. Bây giờ được nguyên nhân thù thắng như thế này, nhất định là phải trùng được phúc đức mới được. Cho nên nguyện dùng công đức đốt đèn này tiêu trừ tất cả tối tâm vô minh của chúng sanh. Được, cậu chờ một chút. Nhiều lắm đó. Cảm ơn bà. Mong bà luôn được hoan hỷ và cát tường. Cậu bé cứ như vậy, tiếp tục lên núi xuống núi mấy ngày liền, không ngại mệt nhọc. Cuối cùng đến trước ngày Phật và tăng chúng đến, đã hóa duyên được đầy đủ trong suốt 7 ngày 7 đêm. Sao bây giờ cậu mới trở về? Sắp sửa nghênh tiếp Phật và tăng chúng rồi. Cái này giao cho tôi đi. Cậu xem kìa, toàn thân cậu dơ bẩn, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi. Tiệp Như Lai gia trì cho cậu bé, khiến cho ngọn lửa cháy sáng suốt đêm, mà đầu của cậu tuy không hề bị tổn thương. Cậu bé nhất tâm chuyên chú vào Phật Pháp, lòng không tạp niệm, cứ như thế an trú trong 7 ngày liền,
trong đầu không chút lười biếng mệt mỏi. Thế rồi Phật liền thọ ký cho cậu bé: trải qua vô số kiếp, ngươi sẽ thành Phật. Hiểu là nhiên rằng cổ và giai của ngươi đều phát sáng, để truyền dạy cứu vớt cho chúng sanh được giải thoát, công đức vô lượng. Thế Tôn, xin Ngài thọ ký cho đệ tử. Đợi sau khi cậu bé này thành Phật, nó sẽ thọ ký cho ngươi thành Phật. Vị phạm chí này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải qua khoảng một thời gian dài, hai A Tăng Kỳ, 91 kiếp, khi Thái tử A Lê Mật La ra đời, mọi thứ xung quanh Ngài đều phát sáng như đèn, cho nên được đặt tên là Nhiên Đăng. Sau đó khi quốc vương Nhiên Thành, Mệnh Trung đã đem tất cả việc triều chính giao cho Thái tử, Thái tử biết rõ việc thế gian là vô tường nên đem Dương Dĩ truyền cho người em khác, tự mình xuất gia tu hành, ngày ngày Nhiên Đăng cúng dường Phật. Thời ấy có một vị Phật tên gọi là Bảo Cát Như Lai, thấy A Lê Mật La có đầy đủ Phật tánh nên bèn thọ ký cho Ngài, trong tương lai sẽ thành Phật, tên gọi là Định Quang Như Lai, hay còn gọi là Phật Nhiên Đăng. Công đức nốt đèn thu được 8 loại vô lượng tư lương. Thứ nhất, có được vô lượng tư lương chính niệm. Thứ hai, có được vô lượng tư lương đại trí. Thứ ba, có được vô lượng tư lương tính tâm. Thứ tư, có được vô lượng tư lương tinh tấn. Thứ năm, có được vô lượng tư lương đại huệ. Thứ sáu, có được vô lượng tư lương tam muội. Thứ bảy, có được vô lượng tư lương biện tài. Thứ tám, có được vô lượng tư lương phúc đức. Phật Nam Mô
Nam Mô